Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 22 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý sau. Băn khoăn quy định hệ sinh thái gia đình không được tham gia đấu giá cùng một tài sản. Đây là nội dung được nhiều đại biểu đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Ngân hàng phấn đấu giảm thêm từ 1 đến 2% lãi suất cho vay. Tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị. Chúng ta làm tốt công tác chữa cháy, phòng cháy thì là hạn chế đấy cái việc rủi ro tai nạn, sự cố tai nạn khi trong quá trình xảy ra cháy. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để tránh tình trạng dìm giá thông đồng trong đấu giá tài sản, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 có bổ sung quy định người thân trong gia đình sẽ không được đăng ký tham gia đấu giá cùng một tài sản. Quy định này là một trong những vấn đề khiến đại biểu Quốc hội băn khoăn trong phiên thảo luận chiều qua. Hệ sinh thái gia đình bao gồm cha, mẹ, vợ chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột, vân vân là nhóm đối tượng không được cùng đăng ký tham gia đấu giá một tài sản. Đây là quy định tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Một số đại biểu bày tỏ lo ngại, trên thực tế, quy định này khó thực thi, thậm chí còn có thể hạn chế quyền sở hữu tài sản của công dân. Một số đại biểu đề nghị không nên quy định như vậy tại dự thảo vì lo ngại khi quy định này đi vào thực tế, nếu không kiểm soát được, sẽ dẫn đến phản tác dụng, sai sót. Đơn cử như sau khi đấu giá xong mới phát hiện người tham gia đấu giá có quan hệ hôn nhân huyết thống thì sẽ phải hủy kết quả trúng đấu giá để đấu giá lại. Điều này cũng sẽ tạo ra một hệ lụy rất lớn, gây tốn kém, lãng phí do việc phải tổ chức đấu giá lại. Đồng thời, việc tổ chức đấu giá tài sản cũng phải đối diện với tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Ngày 21 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối đến Ủy ban Nhân dân, các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng, trong đó hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo từng năm học. Xác định điểm yếu, điểm mạnh, tự đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí, trên cơ sở đó đề ra kế hoạch cải tiến chất lượng, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, yếu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, toàn tỉnh có 394 trên 597 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, vượt 2,8% chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra, vượt chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp những ý kiến về khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm định và công nhận trường chuẩn quốc gia. Việc đầu tư nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, đội ngũ để xây dựng trường đạt chuẩn ở các huyện, thành phố. Công tác tự đánh giá ở các cơ sở giáo dục. Việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định. Các giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hiệu quả kiểm định giáo dục trong thời gian tới. Đồng thời, các phòng ban chuyên môn của sở, các huyện, thành phố tiếp tục xây dựng kế hoạch tập huấn, nâng cao năng lực của công chức viên chức, tham gia tự đánh giá và đánh giá ngoài của các nhà trường, hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, tổ chức kiểm tra, rà soát lại các trường đã đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2019-2024 theo tiêu chuẩn quy định hiện hành, ban hành quy định phòng học bộ môn cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với các trường học vùng miền núi, quy định về kiểm định chất lượng đối với các trường có nhiều điểm lẻ, còn thiếu giáo viên theo định mức. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, thị trường vàng, tỷ giá, lãi suất và huy động vốn cho đầu tư phát triển. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan điều hành lãi suất hài hòa hợp lý đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác. Tiếp tục phấn đấu giảm từ 1 đến 2% lãi suất cho vay, nhất là cho các động lực tăng trưởng truyền thống, các ngành mới nổi, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và nhà ở xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, người dân trong tỉnh đang bước vào cao điểm vụ sản xuất mới trong năm. Nhu cầu mua sắm các loại vật tư nông nghiệp đặc biệt tăng cao. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp được triển khai như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Sơn La về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dạ vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Hiện nay thì bà con đang bước vào cao điểm mùa sản xuất mới trong năm, nhu cầu mua sắm các mặt hàng về vật tư nông nghiệp đặc biệt tăng cao. Vậy thì về phía Cục Quản lý Thị trường thì đang triển khai các cái giải pháp như thế nào để tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng này? Để triển khai kiểm tra đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp, với Cục Quản lý Thị trường Sơn La đã bám sát và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, của Tổng cục Quản lý Thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp có thẩm quyền đã triển khai trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại. Về kiểm tra đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, Cục Quản lý Thị trường đã ban hành quyết định số 53 ngày 27 tháng 3 năm 2024. Trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, lực lượng quản lý thị trường Sơn La đã tiến hành kiểm tra và xử lý trên 100 vụ với tổng số tiền thu phạt trên 300 triệu đồng. Ông có thể cho biết nội dung cụ thể của kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp năm 2024 ạ? Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đối với các đối tượng kinh doanh, sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn, trong đó chú trọng kiểm tra đối với các địa bàn trọng điểm, các chợ đầu mối, các địa bàn vùng sâu vùng xa, qua đó để góp phần ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, gắn giữa công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng về chất lượng, về nhãn hàng hóa, đối với mặt hàng nhập khẩu, mặt hàng các cái mặt hàng mà liên quan đến vật tư nông nghiệp. Dạ vâng thưa ông, thời gian vừa qua thì tại một số địa phương trong tỉnh thì đã xảy ra tình trạng trà trộn các mặt hàng vật tư nông nghiệp kém hiệu quả, nhất là các mặt hàng như cây, con giống, hạt giống, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân. Vậy thì về phía Cục Quản lý Thị trường nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Đối với một số hàng hóa là vật tư nông nghiệp có kém chất lượng thì về phía lực lượng quản lý thị trường, trước hết để góp phần ngăn chặn đối với các tình trạng nêu trên, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành cũng như là toàn xã hội, đặc biệt đối với người dân, người tiêu dùng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông tin, thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời kiểm tra, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm. Vậy ông có khuyến cáo như thế nào đối với bà con nông dân trong việc mua sắm các mặt hàng hóa như vật tư nông nghiệp để phục vụ sản xuất ạ? Trong việc mua bán hàng hóa nói chung, đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp nói riêng, đối với bà con nông dân khi mua hàng hóa cần đến các cơ sở, các đại lý có cái và mua những hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tiến hành kiểm tra về nhãn mác, địa chỉ sản xuất cũng như là thời hạn sử dụng. Thứ hai là khi phát hiện các cái dấu hiệu vi phạm hoặc nghi ngờ thì cần thông tin, thông báo tới các cơ quan có chức năng, có thẩm quyền kiểm tra, xử lý để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần tránh thiệt hại cho người tiêu dùng cũng như đảm bảo chất lượng phục vụ hàng hóa nhân dân trên địa bàn. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Ngày 21 tháng 5, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình quay thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Chương trình hóa đơn may mắn thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn đã lập trong quý 1 năm 2024. Phần mềm hóa đơn may mắn đã lựa chọn một giải nhất trị giá 5 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, 5 giải 3 mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Thương, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Đức Nam, mã số thuế 55006399 đã trúng giải nhất chương trình quay thưởng lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2024. Kết quả được Cục Thuế Sơn La công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế https://sonla.gzt.gov.vn. Fanpage của Cục Thuế Sơn La và thực hiện trao giải cho người trúng thưởng theo quy định. Chương trình nhằm khuyến khích người mua hàng có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, đồng thời là trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thuế cũng như sử dụng hóa đơn điện tử. Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La vừa phối hợp với trường Cao đẳng Sơn La tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho trên 60 cán bộ công chức viên chức thuộc cơ quan thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được dạy về chữ viết, kiến thức văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tại Tây Bắc nói chung và đồng bào Thái tại tỉnh Sơn La nói riêng.
qua lớp học giúp cán bộ công chức viên chức biết tiếng nói, chữ viết của dân tộc Thái, có khả năng giao tiếp bằng tiếng dân tộc Thái và có những hiểu biết cần thiết về văn hóa phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Thái để làm tốt công tác tuyên truyền vận động đồng bào phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Chu Văn An, thành phố Sơn La vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2023-2024. Năm học vừa qua, Trường Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Chu Văn An đã tích cực đổi mới trong phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức tác phong, vượt qua khó khăn của các em học sinh. Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Toàn trường có 569 học sinh ở các khối học, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kết quả năm học, 100% học sinh đạt hạnh kiểm rèn luyện tốt, 67% đạt học lực giỏi, 33% học sinh đạt học lực khá. Tham gia các cuộc thi cấp quốc gia và của tỉnh, nhà trường đạt 71 giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 131 giải cấp thành phố, cùng nhiều thành tích nổi bật khác tại các kỳ thi chuyên đề. Xác định phương châm thầy giỏi thì trò mới giỏi, ưu tiên nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ sư phạm của trường luôn chú ý đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với các phương pháp khoa học hiện đại phù hợp với từng đối tượng học sinh nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh. Là ngôi trường mới được thành lập, nhưng những năm qua, nhà trường luôn đứng trong nhóm các trường dẫn đầu về chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ngày 20 tháng 5, trường cho cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Sơn La đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo Kỹ năng PSTC tổ chức ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống với chủ đề Chào mùa hè 2024, an toàn, bổ ích, kết nối. Tại buổi ngoại khóa, cán bộ giáo viên và học sinh toàn trường đã được cung cấp các thông tin, số liệu và sự nguy hiểm của tai nạn thương tích có thể xảy ra trong kỳ nghỉ hè của học sinh như đuối nước, tai nạn giao thông, hỏa hoạn. Đặc biệt cảnh báo những nguyên nhân và nguy cơ xảy ra đuối nước khi tắm tại các ao hồ, sông suối, hướng dẫn các biện pháp phòng chống đuối nước và cách xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để phòng tránh các tai nạn thương tích. Bằng hình thức đưa ra các câu hỏi giao lưu cùng các học sinh, hoạt động đã thu hút sự tham gia tích cực của các bạn học sinh, giúp các em mạnh dạn trao đổi ý kiến, chia sẻ những điều các em còn băn khoăn thắc mắc về cách phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Việc tổ chức buổi ngoại khóa nhằm giáo dục nâng cao kỹ năng cho học sinh, thanh thiếu niên về công tác phòng chống tai nạn thương tích trong kỳ nghỉ hè, giúp các em biết xử lý an toàn khi gặp các sự cố, phòng tránh những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo tỉnh, nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được triển khai rộng khắp, đặc biệt là việc tăng cường công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 12 trên 12 huyện thành phố, 204 trên 204 xã phường thị trấn đã thành lập các ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, xây dựng và nhân rộng 5 mô hình chợ kiểu mẫu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, 233 mô hình cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng mới 182 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, 166 điểm chữa cháy công cộng, vận động được 84,6% hộ gia đình trang bị phương tiện chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn, xây dựng thành lập kiện toàn hơn 2.200 đội dân phòng với gần 29.000 đội viên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, thời gian qua các huyện thành phố đã tổ chức thành công hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Thông qua hội thi đã bổ sung kiến thức, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên, đồng thời đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn huyện đi vào thực chất, nề nếp, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư. Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5 này. Đây là dịp để các đơn vị địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy ở cơ sở trong tình hình mới. Vâng thưa quý vị, thời gian gần đây tình hình cháy nổ diễn biến khá phức tạp. Trên cả nước thì đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có một số vụ cháy xảy ra tại trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước. Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở làm việc thì việc nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng cháy cháy cho cán bộ công chức viên chức, người lao động nhằm xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra là việc làm hết sức cần thiết. Đợt huấn luyện thực tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại Cục Thuế tỉnh
Một số kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được các cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh triển khai tại lớp tập huấn, gồm các biện pháp cơ bản về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, tìm kiếm người bị nạn trong đám cháy, hướng dẫn cách sử dụng, kiểm tra bảo quản, nguyên lý làm việc của một số phương tiện, dụng cụ chữa cháy cơ bản thông dụng như bình chữa cháy xách tay, máy bơm chữa cháy, lăng vòi chữa cháy. Qua công tác tập huấn trên thì chúng tôi đã trang bị được những kiến thức cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trụ sở các cơ quan hành chính đều có đặc điểm kết cấu chung, chủ yếu là nhà cao tầng, tập trung đông người, đa dạng về chất cháy, nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. Trước thực tế này, tại hầu hết các cơ quan đơn vị đều thành lập các tổ đội phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đồng thời trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy. Thông qua các buổi thực hành diễn tập như thế này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các sở ngành hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, bổ sung những kỹ năng cần thiết để kịp thời ứng phó nếu xảy ra tình huống cháy tại trụ sở cơ quan mình. Đặc điểm đối với các kiến trúc và hạ tầng đối với các cơ quan nhà nước đấy là thứ nhất, đấy là diện tích quản lý nó rộng, thứ hai nữa là số lượng con người thường trực và công tác tại các đơn vị là lớn. Và thứ ba nữa đấy là những nơi đấy thì là chứa các tài sản đặc biệt quan trọng của nhà nước, cơ quan tổ chức. Chúng ta làm tốt công tác chữa cháy, phòng cháy thì là hạn chế đấy cái việc rủi ro, tai nạn, sự cố tai nạn khi trong quá trình xảy ra cháy. Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhà nước và nhân dân. Vì vậy, ngoài việc tăng cường tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thì việc tổ chức đôn đốc, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ quan đơn vị, đồng thời tổ chức luyện tập, bổ sung kiến thức, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm cho mỗi cán bộ, công nhân viên chức làm việc tại các cơ quan đơn vị, cần phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, qua đó giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, ngày 21 tháng 5, Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ nhà mái ấm cho đoàn viên công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có nhà ở và ở nhà tạm. Trong đợt này, Liên đoàn Lao động huyện Mộc Châu đã chuyển trao hai nhà mái ấm công đoàn cho hai đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là chị Tráng Thị Thảo, công đoàn cơ sở trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Lập, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, con thường xuyên ốm đau, và anh Bàn Văn Trung, đoàn cơ sở xã Hua Păng có hơn 17 năm công tác tại vùng khó khăn, vợ thường xuyên ốm đau, không có nhà ở. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện cũng trao 11 suất quà trị giá 500.000 đồng một suất cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Đây là những phần quà có ý nghĩa giúp các đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 21 tháng 5, Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu đã tổ chức trao 68 con bê giống cho 68 hộ dân tộc La Ha tại bản Tát Ướt, xã Liệp Tè. Số bê giống được hỗ trợ đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng, được tiêm phòng các loại vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long móng, sẽ góp phần giúp các hộ dân tộc La Ha có thêm nguồn thu nhập từ chăn nuôi, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu đã trao gần 400 con bê giống cái cho bà con dân tộc La Ha trên địa bàn xã Năm Lay, Triềng Pha, Liệp Tè. Dự kiến từ nay đến hết năm 2024, Phòng sẽ tiếp tục trao thêm 298 con bê giống cho các hộ gia đình dân tộc La Ha trên địa bàn, tạo sinh kế cho đồng bào vươn lên thoát nghèo. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.